Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin tức mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Các bạn thân mến, sau khi phi nhân qua đời, trên trang cá nhân, người tình sân khấu Mạnh Quỳnh không ít lần bày tỏ nỗi thương tiếc, đau buồn. Anh liên tục cập nhật hình ảnh, đoạn clip để tưởng nhớ nữ ca sĩ. Mới đây, sau bao ngày vượt qua nỗi đau, Mạnh Quỳnh đã có chia sẻ hình ảnh mới gây chú ý kèm dòng trạng thái có nội dung một chuyến bay đêm, thương chúc khán giả thân thương cuối tuần vui vẻ. An lành và hạnh phúc, hẹn gặp Atlanta, Georgia ngày mai và San Jose chủ nhật nhé. Dưới phần bình luận bài viết, khán giả đều bày tỏ nỗi xót xa, lo lắng khi trông Mạnh Quỳnh vẫn còn vẻ khá mệt mỏi, tiêu tụy. Đặc biệt, ánh mắt của anh vẫn được buồn, không hề tươi tỉnh, rạng rỡ như những lần xuất hiện trước đó. Đa phần đều cho rằng, sự ra đi bất ngờ của cố ca sĩ Phi Nhung khiến Mạnh Quỳnh suy sụp, buồn thương vẫn chưa thể nguôi ngoai được dù đã gần một tháng trôi qua. Trước đó, trên trang cá nhân, nam ca sĩ cũng nghẹn ngào đăng một tâm thư giải hứa sẽ thay đổi bản thân, thay Phi Nhung làm tiếp những ước mơ còn dang dở của nữ ca sĩ. Anh viết, hứa với Nhung rồi là tôi sẽ mạnh mẽ, lạc quan, năng động và siêng năng không có lười nữa. Thực hiện lời của Nhung là mình sẽ sống trọn lòng với khán giả thì Quỳnh sẽ cố gắng dù biết rằng Quỳnh không thể nào lấp được khoảng trống của Nhung trong lòng khán giả yêu thương Nhung. Những gì Quỳnh đã hứa trước phong linh của Nhung, Quỳnh sẽ làm bằng khả năng của Quỳnh cho dù khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa. Trên trang cá nhân ca sĩ Mạnh Quỳnh đã chia sẻ lại ca khúc Tiến em cuối đường được anh sáng tác và thể hiện trong đám tang ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ. Điểm đặc biệt trong MV ca khúc được chia sẻ là nam ca sĩ đã lồng ghép hình ảnh những lần anh và ca sĩ Phi Nhung diễn trên sân khấu cùng nhau, tạo thành một MV đầy cảm động. Thay cho lời tiễn biệt cố nghệ sĩ Phi Nhung lần cuối, nói về lý do chia sẻ ca khúc này, nam ca sĩ chia sẻ, hứa với Nhung rồi là tôi sẽ mạnh mẽ, lạc quan, năng động và sinh năng không có lười nữa. Nhưng hôm nay vì khán giả yêu thương Phi Nhung và Mạnh Quỳnh yêu cầu nên Quỳnh đăng lại bài hát này để mỗi khi nhớ Phi Nhung thì khán giả sẽ mở lên xem lại và cũng để lưu lại những kỷ niệm sau này khi quỳnh không còn hát được nữa thì mọi người vẫn nhớ đến hai đứa mình nhung nhé trước những ồn ào của người tình tri kỷ lúc sinh thời mạnh quỳnh vẫn bỏ ngoài tai và luôn tin tưởng vào người bạn của mình anh cầu mong nữ nghệ sĩ an lạc nơi đất phật và tỏ bày nhung đã trả xong nợ thế nhân rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại